hoan hỷ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, bất ngờ tiết lộ sự thật cực chuẩn xác, vận trình tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Thời đến cản không được, bỗng gặp thời phất mạnh, tiền vàng nhét, chật két, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý hơn người. Chào mừng khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bước đường đời. Chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn để trưởng thành và khôn lớn. Có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi cho mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người. Nhiều lúc thân nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn, ta đừng nản chí, nản lòng. Thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công. Khi bước qua gian khổ, hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách. Với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó, dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày, nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Chính vì vậy ngày nay, người ta thường tìm đến tử vi để phân định trước tương lai, cũng như đón lành, tránh dữ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến. Mới đây nhất, các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi trọn đời của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Các bậc thầy tử vi có chỉ rõ, con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may, nhưng sóng gió, hoạn nạn ập đến bất ngờ cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao. Vào thời kỳ trung vận, khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Mậu Ngọ mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 tới đây, nếu Mậu Ngọ chú ý 4 điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh vươn lên làm đại gia. Tiền bạc chất đầy két, con giáp này càng làm thì sẽ càng giàu có, những năm tháng về sau sẽ được tận hưởng vinh, hoa phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy cụ thể vận trình cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ sẽ ra sao, công danh, tài lộc sẽ có những biến động thế nào, và trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 có điều gì đặc biệt mà thay đổi cuộc đời con giáp này ngoạn mục đến vậy, thì xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi khám phá ngay qua lá số tử vi dưới đây. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Mậu Ngọ thích những sự thay đổi, mạo hiểm, khao khát thoát khỏi vùng an toàn, khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn là một cuộc sống bình ổn, an toàn. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ,
Bạn không cần phải lo lắng để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao, bởi họ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống, chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi. Mậu Ngọ linh hoạt, chịu thương, chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự xê dịch, là một con giáp thuộc hệ du mục, cho nên tính cách Mậu Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định, thời gian biểu đã lên lịch sẵn hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù Mậu Ngọ không có tính phô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết mình khôn, mình giỏi một phần nào đó, đồng thời tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Mậu Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân, một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người tuổi Mậu Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu nhưng vẫn sành điệu. Tuổi ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc nhưng lại rất nhạy bén, biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời, khi làm việc họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn, nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một luồng gió mới. Mậu Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng. Trong bản 12 con giáp, hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt, đây là tính cách tiêu biểu của Mậu Ngọ. Họ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó, họ có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh. Họ yêu luyện tập, cả thể chất lẫn tinh thần, và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án mà trước khi chúng được hoàn thành, nhưng họ lại linh hoạt, biết điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Mậu Ngọ rất đa tài, hãy cứ thử giao cho họ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Mậu Ngọ phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Mậu Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách của Mậu Ngọ vẫn cần bạn đồng hành, họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng mà Mậu Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Họ độc lập, yêu tự do, ưa khám phá. Người tuổi Mậu Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra là để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và chu du thiên hạ, vì vậy xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tự thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoạn. Mậu Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo và nếu không được hoạt động sẽ khiến họ buồn chân bứt rứt. Mậu Ngọ coi trọng chữ tín, luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, với cương vị là một người tiên phong. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Nữ mệnh Mậu Ngọ lại có phần mơ mộng hơn, song về cơ bản họ vẫn theo đuổi một tình yêu thực tế. Họ có tấm lòng bao dung bác ái, khẳng khái nhiệt tình, phóng khoáng, rộng rãi. Cuộc sống gia đình của nữ mệnh Mậu Ngọ thường rất tốt đẹp và yên ấm. Họ thường là những người thiên về cuộc sống giản dị và mộc mạc, nên công danh hầu như không có. Trong công việc, họ là những người rất có tài năng về mặt buôn bán và kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp theo hướng này, thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả vượt ngoài sự trông đợi. Nam mệnh Mậu Ngọ là những người mạnh mẽ, có chính kiến, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, luôn hành động logic, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, giải nghĩa nạp âm thiên thượng hỏa, tức là lửa trên trời, quả cầu lửa khổng lồ mang nguồn năng lượng vô hạn. Năm 2024 âm lịch là năm mệnh hỏa, theo ngũ hành mệnh hỏa của tuổi, bình hòa với mệnh hỏa của năm 2024 âm lịch. Thiên can Mậu tương khắc với can Giáp, địa chi Ngọ bình hòa với Thìn, tổng quan lá số tử vi của tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn, có hợp, có xung. Ở độ tuổi 47, cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ 1978 có phần ổn định, các phương diện kinh tế, sự nghiệp, gia đình đều vững chắc, đặc biệt,
trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này, bạn có vận quý nhân vượng, công việc dù gặp khó, nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Tài lộc của bạn năm nay khá tốt, đặc biệt là làm ăn, buôn bán thì sẽ thu được tài khí của lưu niên Giáp Thìn 2024 âm lịch mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ, đều có nhiều dòng tiền mời gọi thu nhập, không chỉ dừng lại ở một nguồn đầu tư, kinh doanh cũng cát lợi. Cụ thể sau đây sẽ là luận giải chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Thời điểm 2 tháng âm lịch này của tuổi Mậu Ngọ được đánh giá khá suôn sẻ, công việc làm ăn thuận lợi, có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, không còn quá nhiều thăng trầm như trước. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại, nhưng được tam hợp cục mang tới, vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quang mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa. Được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa đầu năm 2024 âm lịch này. Đặc biệt, bạn hãy chú ý đến sự nghiệp của đối tác, hãy hỗ trợ khi họ cần và khuyến khích họ vượt qua thử thách để đạt được những kết quả tích cực. Tử vi sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch khuyến khích bạn hãy giúp đỡ cấp dưới tại nơi làm việc. Bạn có kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời và nên sử dụng chúng trong công việc, trở thành người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người khác, sẽ thêm phước báu cho cuộc sống của mình quý bạn nhé. Đối với dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, sẽ có khoảng thời gian cát lợi, mua may, bán đắt, kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Có điều trong 2 tháng tới, tuổi Mậu Ngọ vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Tuổi Mậu Ngọ có vận may tài chính rất tốt vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch này. Với sự che chở của ngôi sao tốt lành Cự Môn, bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn về tài chính, tích lũy được của cải, kết giao nhiều bạn bè và đối tác trong các giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần nhớ phải thực tế và chú ý đến việc thiết lập các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là trong giao dịch kinh doanh. Ngoài ra, bạn cũng phải phát triển ý tưởng, mở rộng tầm nhìn và khả năng cá nhân. Thầy Tử Vi nhắc nhở rằng, bạn nên cẩn thận với các khoản chi, hãy tiết kiệm nhiều hơn và nghĩ đến việc đầu tư sinh lời thay vì chi tiêu vô bổ và lãng phí. Bên cạnh đó, bạn phải tìm cách tạo ra thu nhập mới thay vì chỉ chờ vào nguồn lương cố định mỗi tháng. Hãy biến đam mê của bản thân mình thành một công việc kinh doanh có thể đem đến lợi nhuận và phát triển kinh tế cho gia đình. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024. Trong tháng 3, 4 âm lịch, nhờ có sao Bách Việt và Hàm Chi đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho tuổi Mậu Ngọ. Bạn dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm, gia đạo cũng hài hòa, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong 2 tháng này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Đa phần đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe, có điều bản mệnh sinh xuất cho lưu niên, lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên khó tránh khỏi lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này, bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm đồng tác động, mang tới điểm báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước, tuổi Mậu Ngọ cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả, chú ý vấn đề đi lại, kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Ngoài ra,
nên cẩn thận để không có quá nhiều áp lực công việc trong cuộc sống hàng ngày, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, nên lưu ý không thức quá khuya. Mậu Ngọ cũng nên đặc biệt cẩn thận khi ra ngoài, cố gắng tránh đến những nơi đông đúc, đặc biệt cần chú ý chăm sóc sức khỏe con cháu thật tốt. Nếu có biểu hiện nhẹ như sốt và cảm cúm cũng đừng nên bỏ qua, cần đi thăm khám sớm để chủ động bảo vệ cơ thể cho họ một cách tốt nhất. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải hung cát từng tháng âm lịch trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, tuổi Mậu Ngọ tháng này may mắn khi gặp được quý nhân lục hợp, chuyện hợp tác làm ăn cần nhanh chóng tiến hành để hưởng trọn cát khí, thu tài lộc về tay. Ở thời cơ, có quý nhân lại trao cho bạn người hợp tác đáng tin cậy, đâu còn gì phải lo lắng nữa, bạn nên tìm cách để phát huy hết mọi năng lực của mình, đừng để phí hoài thời cơ hiếm có. Chính ấn mang về tin vui về đường công danh cho những chú ngựa, tầm ngầm mà làm được biết bao nhiêu là chuyện ra trò, cấp trên vô cùng tin tưởng để trao cho bạn thêm nhiều trọng trách nữa. Chuyện tình cảm vợ chồng ngày càng hài hòa, tốt đẹp, người độc thân vận đào hoa, tuy nhiên, rất dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối tối nằm không, nên cân nhắc lại tình cảm của mình càng sớm, càng tốt, đừng để người khác cho rằng bạn đang đùa cợt với họ. Sức khỏe về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên, chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã, thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Trong tháng này, công việc tiến triển khá thuận lợi, tiền bạc chảy về túi bình ổn. Xem tử vi tài lộc tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ cho thấy, đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới, ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình, nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc bạn may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Bách Việt mang tới tin vui về chuyện tình cảm mà bạn mong chờ bấy lâu, nhiều người độc thân may mắn thoát được cuộc sống tẻ nhạt, thoải mái trong việc tìm hiểu đối tượng mới, có điều sức khỏe giảm sút, đề phòng đau ốm vặt. Tiếp sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ năm 2024 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ năm 2024 âm lịch gặp sao Vân Hớn, hạn Ngũ Mộ, vận hạn năm nay chủ về sức khỏe, thị phi, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần. Vì vậy, bản mệnh nên tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc tốt để tâm thanh thản, đời an nhiên. Trong cuộc sống gia đình, bản mệnh là người phụ nữ giữ lửa cho mái ấm, kết nối tình cảm của các thành viên thêm gần gũi, gắn bó. Việc gìn giữ gia phong phẩm hạnh là để tạo dựng được truyền thống văn hóa trong gia đạo, để con cái noi gương, học hỏi. Cách hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024 âm lịch, đồ phong thủy. Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết chế hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Cẩn trọng đầu tư, bản mệnh cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thu lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích, hạn chế mâu thuẫn. Năm này, bạn dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế, cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách hành xử, ăn nói, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bạn không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Bình giải sao hạn cho nam mệnh, tuổi Mậu Ngọ năm 2024 âm lịch. Theo sao chiếu mệnh trong năm 2024 âm lịch, nam mệnh tuổi Mậu Ngọ năm 2024 âm lịch gặp sao Thổ Tú, hạn Ngũ Mộ, khiến công việc làm ăn gặp trục trặc, có điểm miệng tiếng, thị phi, tranh đấu quyền lợi, dẫn tới thư kiện, chăn nuôi hay trồng trọt đều không được kết quả tốt, sức khỏe giảm sút, tinh thần bất an, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt tiền bạc, khiến tiền mất tật mang. Vậy nên, năm nay nhắc nhở bản mệnh nên giữ gìn sức khỏe, khéo léo trong các mối quan hệ làm ăn, xuất hành xa cần chú ý sự an toàn của bản thân. Dù bận rộn với công việc, nhưng nam Mậu Ngọ hãy duy trì lối sống lành mạnh, khi có một sức khỏe tốt thì tinh thần mới minh mẫn, tỉnh táo để làm việc hiệu quả. Năm này cũng nên cân đối thời gian giữa công việc và chuyện gia đình,
giáo dục định hướng cho con cái phát triển. Cách hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy năm 2024 âm lịch. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mệnh, bạn nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, mã não trắng, thạch anh trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Về tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024 âm lịch. Đối với hạn ngũ mộ chủ yếu gây thiệt hại lớn về tiền bạc, nên ngoài những cách giải hạn ngũ mộ để phòng thiệt hại do nó gây ra, người ta cũng có những biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng nghiêm trọng nặng nề của nó. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ, quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. Đây được coi là các cách giải hạn ngũ mộ nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, nếu bạn có nhiều tiền, nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn. Thứ ba, trong các hoạt động làm ăn thương mại, kinh tế, nên thận trọng tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc, cũng phải lựa chọn những sản phẩm thương hiệu, có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ tư, cần nghiên cứu kỹ hạn năm, hạn tháng, trong lá số tử vi của mỗi cá nhân, tránh tình trạng mù quáng, đầu tư dẫn đến sai lầm. Thậm chí có thể xem thêm hạn tháng để có những biện pháp giảm nhẹ nguy cơ hao tốn tiền bạc, của cải. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024 âm lịch, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Mậu Ngọ gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu tím vượng tài lộc. Màu sắc này sẽ giúp bạn tìm được những mối đầu tư có giá trị, tránh xa được kẻ lừa đảo, gây tổn thất tiền bạc. Dù làm ở lĩnh vực nào thì bạn cũng dễ gặt hái thành công, nhận tiền lương, tiền thưởng. Màu hồng vượng tình duyên. Sử dụng màu sắc này thường xuyên sẽ giúp bạn đào hoa nở rộ, nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới. Những người có đôi có cặp sẽ được sống trong một mái nhà yên ấm, đôi bên ngày càng thấu hiểu nhau. Màu đỏ có lợi cho sức khỏe. Màu đỏ có tác dụng hóa giải họa huyết quang, giúp tinh thần của bạn luôn hăng hái, phấn chấn, có động lực để bắt tay vào làm mọi việc trong cuộc sống. Màu kỵ năm 2024 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ là màu xanh nõn chuối, tím. Hai màu này khiến tuổi Mậu Ngọ trở nên huênh hoang, dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện, đặt điều cho bạn, để bạn vướng vào thị phi hoặc cướp mất công lao bấy lâu nay mà bạn tốn công gây dựng. Bạn cũng sẽ thường xuyên phải đối diện với những cạnh tranh gay gắt trên thị trường, thiếu tỉnh táo nên khó nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Ngọ sinh 1978, đừng ép buộc điều gì, vận may sẽ tự nhiên đến, ai không muốn phú quý vinh hoa, ai mà không muốn may mắn đến với cuộc sống của mình, ai mà không muốn người khác thuận theo ý mình cơ chứ. Hầu hết mọi người trên thế giới không theo đuổi gì ngoài danh tiếng và tiền tài trong cuộc sống của họ, đa phần chúng ta đều rất coi trọng đồng tiền. Để đạt được danh vọng và tiền tài, nhiều người còn liều lĩnh sử dụng tất cả các phương pháp không chính đáng, trái pháp luật để đạt được mục đích của họ. Phật có dạy, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình, ép buộc cỡ nào cũng không lấy được, con người luôn có khát vọng theo đuổi danh lợi. Nhưng không phải cái gì cũng theo đuổi được, nếu không phải là thứ thuộc về mình, thì dẫu có tranh giành đến mấy thì cũng không bền. Khi nào nó phải đến thì nó sẽ đến một cách tự nhiên, chú chỉ cần sống có đạo đức, sống không hổ thẹn với bản thân và xã hội, thì may mắn sẽ tự nhiên đến. Đời người trăm năm trôi qua vội vã, những gì bạn có rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ khi bạn hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì hạnh phúc và may mắn mới đến, không kiêu ngạo, tự cao, tự đại, cuộc sống cứ thế mà vui vẻ, an nhiên, tự tại. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.